Xin chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ những mẫu bản vẽ đẹp của website kisato.vn. Khách hàng có nhu cầu tư vấn về mẫu thiết kế có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 096 345 9288. Hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn mẫu nội thất hiện đại được thiết kế cho gia đình anh Nguyễn Thế Bình có địa chỉ tại Như Thành, Thanh Hóa. Mẫu nội thất phòng khách, thiết kế nội thất phòng khách đẹp hiện đại với việc lựa chọn những đồ nội thất phòng khách như bàn ghế, kệ trang trí, tủ, mang phong cách hiện đại, đơn giản, bớt rườm rà, song vẫn thể hiện được sự tinh tế và trang nhã của cả căn phòng là yêu cầu mà gia chủ đề ra. Bộ bàn ghế gỗ được kết hợp với đệm ghế sofa vừa mang nét đẹp sang trọng mà lại nhẹ nhàng chứ không nặng nề như những bộ ghế gỗ được chạm trổ thủ công. Hệ tủ gỗ đối diện bộ sofa với thiết kế cao sát trần vừa có tác dụng trang trí, vừa là một vách ngăn phân cách các không gian trên cùng một mặt bằng sàn. Đằng sau của ghế dài là mảng tường được ốp gỗ, chính giữa mảng tường được ốp PVC vân đá đem đến sự nổi bật, sạch sẽ và quý phái cho ngôi nhà. Các mảng sáng tối kết hợp với nhau tạo ra hiệu ứng thẩm mỹ tích cực cho căn phòng. Toàn bộ trần nhà được sử dụng chất liệu thạch cao nguyên bản màu trắng kết hợp các phào chỉ bằng gỗ tạo điểm nhấn và sự đồng điệu. Nội thất phòng bếp, tủ bếp chữ L luôn được nhiều khách hàng lựa chọn nhất bởi nó phù hợp với nhiều không gian bếp. Trong khuôn viên bếp gia chủ cũng chỉ cho đặt những vật dụng cần thiết như bộ bàn 8 ghế, tủ bếp, bếp nấu, tủ lạnh. Chính sự đơn giản ấy đã tạo sự rộng rãi và thoáng mát cho phòng bếp, giúp tinh thần của các thành viên trong gia đình vui vẻ hơn. Tuy thiết kế gọn nhưng nó vẫn thể hiện được đầy đủ tính năng và sự tiện dụng của căn bếp hiện đại. Không chỉ chú trọng phòng khách mà gian bếp cũng được gia chủ quan tâm. Trần bếp được làm bằng thạch cao trắng, viền tường được ốp gỗ với hệ thống đèn LED và đèn chùm, tạo nên không gian hết sức ấm cúng và sang trọng. Nội thất phòng sinh hoạt chung. Phòng sinh hoạt chung đóng vai trò như một phòng khách thu nhỏ để cho các thành viên quay quần, sum họp ấm cúng hơn. Được xây dựng trong một khoảng không gian hẹp, nhưng phòng sinh hoạt chung của ngôi nhà đã thực hiện được toàn bộ công năng sử dụng của nó. Trong phòng cũng có đầy đủ từ bàn ghế sofa êm ái, TV để mọi người trong gia đình cùng nghỉ ngơi, vui vẻ trong không gian chung. Khoảng tường được ốp đá cùng những đường kẻ chỉ vàng làm cho không gian có thêm điểm cộng với thiết kế. Tuy là tận dụng hành lang, nhưng hệ đèn LED trên trần và các đường phào chỉ gỗ trên trần nhà cũng làm nổi bật hơn không gian của phòng sinh hoạt chung. Cây xanh cũng được sử dụng trong thiết kế này. Nhờ thế mà chỉ là một không gian được tận dụng thôi, nó cũng thật đẹp và hoàn hảo. Nội thất phòng ngủ. Thiết kế của phòng ngủ là phòng khép kín, tiện lợi cho sinh hoạt của người dùng. Tất cả nội thất tại đây đều được thiết kế bằng chất liệu gỗ. Về thiết kế thì phòng ngủ cũng tương tự như phòng khách từ trần cho tới sàn. Ngoài ánh sáng của đèn điện, còn có ánh sáng của cửa sổ bằng làm bằng hệ nhôm kính trắng sinh va rất rộng. Mỗi khi cửa sổ được kéo rèm, ta thấy tất cả ánh sáng được chiếu rọi khắp không gian căn phòng. Nội thất phòng ngủ được bố trí khoa học, đảm bảo khoảng cách và kích thước để thuận tiện nhất cho người sử dụng. Nội thất nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh cùng phòng tắm của gia đình được thiết kế vô cùng hiện đại và hợp lý. Nhà vệ sinh với không gian sáng sủa, thông thoáng, xung quanh được ốp bằng gạch đá sang trọng, được ngăn cách với phòng tắm bằng kính cường lực, tạo nét đẹp cho căn phòng. Với vách ngăn bằng kính, không gian phòng rộng hẳn ra và không có cảm giác bí bách. Các vật dụng dùng cho nhà vệ sinh và nhà tắm đều là những thiết bị vệ sinh cao cấp. Men sứ trắng sáng không xỉn màu, ánh sáng được lấy từ trên hệ thống đèn trần, càng tôn lên vẻ rực rỡ mỗi khi được sử dụng. Vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu nội thất hiện đại cho biệt thự đáp ứng yêu cầu cả về thẩm mỹ và công năng của nhiều chủ đầu tư. Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về mẫu thiết kế có thể liên hệ với chúng tôi qua hotline 0963459288. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video chia sẻ mẫu bản vẽ tiếp theo của kisato.vn. Chào xuân 2022, lì xì Tết đón lộc đầu năm tại Kisato, giảm giá thiết kế kiến trúc nhà dân dụng còn 120.000 đồng trên mét vuông. Combo thiết kế kiến trúc cộng nội thất nhà dân dụng chỉ 200.000 đồng trên mét vuông. Giảm giá thiết kế lâu đài, nội thất lâu đài còn 160.000 đồng và 200.000 đồng trên mét vuông. Thiết kế sân vườn còn 100.000 đồng trên mét vuông. Khách hàng thanh toán 100%, giảm thêm 5% giá trị hợp đồng và tặng 3 lần giám sát trực tiếp, quà tặng kèm theo lên tới gần 10 triệu đồng. Chỉ duy nhất tháng 2 tại Kisato. Nhanh tay đăng ký, nhận ưu đãi ngay.